Con cờ hóa kia, hãy nói cho tao biết tại sao mày bị giam ở trong này. Ông làm gì ghê vậy? Để từ từ ta giải thích. Giải thích đi, tại sao? Bị gì? Bị cưỡng bức không điều kiện. Là sao? Là nhậu xỉn dừng đèn đỏ không mang giấy tờ, hết tiền chung. Bị nhốt chứ sao? Tại sao không nhốt xe mà nhốt mày? Tôi nố ông á, ông giải thích được tụi con không? Mày không giải thích tao bằng thịt mày. Mày phạm luật, sao người ta không giam xe mà lại giam mày? Giải thích. Ai nói ông tôi lái xe? Thằng chủ tôi nó lái kẹt cái nó chở tôi, bị phạt rồi, không có tiền chi. Nó xin mấy ảnh thả nó đi, thả luôn chiếc xe mà nó để tôi lại. Thì ông tôi mà ra được, không táp nó tôi làm cày.